trên lắp loại Bicon 30205. Bi dưới là cũng lại Bicon nhưng mà là loại 30204. Dưới này vào trước. Lắp cái vòng này vào cái trục ở dưới trước nó lắp. Vì em lắp vòng đấy mà em nhớ lắm. Bánh răng quả dứa loại 38 răng này, bánh răng quả dứa trên này. Tiếp đến đây lắp tiếp trục lắp ngang trục liền. Chuyển động ngang và trục tiếp nữa là nắp. Cái này để mô lên không nắp răng nha. Nó lắp phớt luôn đi. À lắp dọc luôn đi. Đóng vào luôn. Không cần. Này để mô mà. Anh phải đóng cái này vào rồi đi không?